sau khoảng thời gian giãn cách vì dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp hẳn chúng ta đều đã nhớ những chuyến du lịch lắm rồi và châu bùi cũng không ngoại lệ trên trang cá nhân cô nàng cũng chia sẻ đoạn clip ghi lại những khoảnh khắc du lịch trong những năm vừa qua từ nước ngoài đến các tỉnh thành trong việt nam đều có đủ thế nhưng khoan đã từ giây thứ bảy trở đi trong clip hình như có gì đó quen quen bạn đã nhớ ra chưa nếu chưa thì để chúng tôi trả lời nhé đó chính là loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi biển của Châu Bùi với Bin. Xem ra sau mùa dịch, cô nàng đang nhớ nhung những khoảnh khắc được ở bên cạnh anh người yêu giáp bơ lắm rồi. Clip, Châu Bùi khoe clip đi du lịch nhưng Nettie Ren chỉ thấy loạt khoảnh khắc quen quen. Là khoảnh khắc đứng bên bờ biển được Nettie Ren cho là trong buổi hẹn hò với Bin. Trước đó, Bin và Châu Bùi bị phát hiện du lịch chung khi cùng check-in tại vị trí không lệch đi đâu được, đàn trai còn đánh lạc hướng bằng cách xoay ảnh ngược lại. Châu Bùi đang nhớ pin lắm rồi đấy phải không? Nettie Ren rất mong chờ ngày cả hai thoải mái cùng nhau xuất hiện trước truyền thông. Ảnh, sưu tầm, Instagram nhân vật.